Chào em. Em có thể giới thiệu em tên là gì? Dạ, em tên Phạm Thị Vân. Vân hả? À. Dạ. Vân à, quê ở đâu em? Dạ, em ở 59 Đức Linh, Bình Thuận. Bình Thuận. Dạ. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại đâu? Dạ, em đang sinh sống là ở địa chỉ nhà là 514 ấp Tây Minh, xã Lân Minh, Xuân Lộc, Đồng Nai. Ồ, xa vậy hả? Dạ. Hôm nay em về đây em nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải giúp em chuyện gì đây? Dạ, em nhờ tìm con gái. Tìm con hả? Dạ. Con gái em họ tên đầy đủ là gì? Dạ, bé tên là Lê Phạm Hoài Thương, sinh ngày 17 tháng 9 năm 2009. 15 tuổi. 2009, dạ. 15 Dạ tuổi. đúng rồi. Bé bỏ đi lâu chưa em? Dạ, bé bỏ đi là lúc 12 giờ 32 phút ngày 29 tháng 9 năm 2024. Ôi trời đất ơi, vậy là bỏ đi 1 tháng rồi hả? Dạ, bữa nay tròn 1 tháng 1 Nay ngày. 30 rồi. Dạ. Tháng 1 ngày rồi. Dạ. Con gái nhà mình bỏ đi là bỏ đi tại đâu đây? Dạ, bữa đó là bé đi bà ngoại đi chăm gì bé sanh em bé, xong rồi bé đi chơi không ở nhà không ai biết, đến khi test cam ra thì bé đi với một bạn trai. Thì nhà em thì bé cũng ít tiếp xúc với người ngoài lắm. Dạ. Vậy là bỏ đi tại Bình Thuận. Dạ, dạ đúng rồi ạ, ở Đức Linh ạ. Không ở với mẹ hả? Dạ không, bé ở với ngoại từ nhỏ. Dạ. Hôm nay em về đây cùng với ai? Dạ em về cùng với ông xã. Sao ông xã ông vô đây? Dạ ông xã với là người chồng sau. À, dạ. Vậy là ông xã sau ha. Dạ. Em và ông xã đâu là chia tay lâu chưa? Dạ khi bé 1 tuổi là hai vợ chồng đã đi chia tay rồi ạ. Trời đất ơi, vậy là dạ. con mới được 1 tuổi là chia tay rồi dạ. hả? Trời ơi, con gái nhà mình còn đi học không em? Dạ bé mới học hết lớp 9 ạ. Vậy là nghỉ thôi hả? Dạ bé thi không đậu qua cấp 3 nên là bé nghỉ. À, Dạ. vậy là không đủ chỉ Không đủ tiêu. điểm. Dạ. Con gái nhà mình là hiện tại là ở với bà ngoại, là con gái có làm công việc gì không? Dạ bé phụ ngoại buôn bán hàng ăn. À, vậy dạ. là ngoại chắc ngoại còn khỏe ha. Dạ ngoại là năm nay là năm ngoại sinh năm 61. 61. Dạ. Kinh doanh hàng ăn là bún này kia. Dạ mẹ bán bánh xèo. À, bánh xèo miền Bánh Trung. xèo với đồ nướng. Dạ. Vậy là trước giờ con nhà mình có bỏ đi như vậy lần nào chưa em? Dạ không, bé ngoan lắm, nhỏ Ngoan giờ không? bé không, nói chung là không có tiếp xúc với người ngoài. Chỉ có là sáng ra là phụ ngoại buôn bán, xong rồi phụ rau, rồi chiều buôn bán, tầm 2 giờ mẹ em ra mở hàng bán cho tới 8 giờ lại về. Em là được mấy người con rồi? Tuổi của Dạ. chồng trước á? Dạ một bé này. Duy nhất một bé hả? Dạ. Bé ở với ngoại lâu chưa em? Dạ bé ở với ngoại từ nhỏ giờ. Từ nhỏ Dạ. hả? Vậy là sau khi hai vợ chồng đổ vợ là em cũng đi làm luôn hả? Dạ. Em lâu lâu bao lâu thì em về thăm con lần? Dạ em cũng hay về. Hay về lắm Dạ. đúng không? Còn ba của bé là có trách nhiệm gì với bé không? Dạ từ nhỏ giờ là không có trách nhiệm. Ôi trời đất ơi! Ba ba bé là không có trách nhiệm, nhưng mà cách đây hồi đó bé tầm cỡ 3 tuổi là ba bé xuống bắt, kiểu như là thuộc dạng bắt cóc á. Là ba À. mẹ em có biết được thì ba mẹ em giành lại. À. Dạ. Vậy là không có trách nhiệm gì Dạ từ tới. nhỏ giờ là không có phụ, không trách nhiệm gì với con hết á. Không cho tiền ăn cũng không Dạ gửi không. đồng tiền nào ăn học Dạ luôn. không. Ôi trời đất ơi. Ba bé là hồi đó là ở cũng như gần nhà em là tầm cỡ 7 cây. À, Dạ. buồn ha. Dạ. Em lập gia đình mới này lâu chưa? Dạ em lập gia đình là năm dịch năm 2021. Vậy là cũng mới đây mà, Dạ. 3 năm. Dạ. Bé được 1 tuổi là vợ chồng ly dị. Vậy là được 14 năm rồi hả? Dạ. 14 năm trời rồi. Dạ. Em sinh năm 92 hả? Dạ. Đang trẻ. Ừ. Cái thời điểm mà con nhà mình bỏ đi, ai là người báo tin cho em, bà ngoại hay ai? Dạ ngoại với lại cậu út, cậu của bé. Dạ. Báo tin là con bỏ đi. Dạ báo tin là bé bỏ đi chơi với bạn mà tới ngày hôm nay chưa về, là cách đó là một ngày. Bé bỏ đi thì bé mang theo thứ gì đi? Dạ bé không đem theo gì hết, bé chỉ có đeo trang sức khi mà em với lại bà ngoại rồi với dì bé sắm cho bé đeo. Nhiều không em? Dạ trị giá thì chỉ có nhẫn, bông tai, dây chuyền với lắc. Tổng cộng theo như em dự đoán là cái số tiền của các trang sức đó là khoảng bao nhiêu? Em cũng không biết nữa, nó tầm Ước chừng cỡ ít nhất phải 20 triệu. ít nhất 20 triệu. Dạ. Bây giờ mình đang lo sợ điều gì này? Dạ em chỉ lo sợ mắt con thôi chứ còn cái đó em không sợ. Nhưng Dạ. mà con nhà mình còn nhỏ mà đeo nữ trang nhiều quá, thứ nhất là Dạ. nguy hiểm cho bé này. Dạ.
Bởi vì hiện nay có rất nhiều người, cái đối tượng xấu họ để ý. Dạ. Tại vì có cách đây khi bé còn đi học á, là bé có quen một bạn trên mạng, thì bạn đó là cái gì, bạn nó cũng có kết bạn với bé xong rồi rủ bé đi chơi, thì em cũng điện về em khuyên bé là không có được như vậy, rồi gia đình cũng khuyên là không có được đi chơi như vậy còn nhỏ. Bạn đó trai gái Dạ bạn trai. quê quán ở đâu? Dạ nhà em không biết, nói chung là trong trong cái lịch sử là bạn đó là ở đang sinh sống ở Sài Gòn. Dạ. Trước giờ con của em có từng bỏ nhà đi như vậy không? Dạ chưa bao giờ. Lần này bỏ đi có viết thư từ gì để lại không? Dạ không Có luôn. nhắn tin gọi điện cho bà ngoại hoặc cho mẹ gì không? Dạ không, khi bé đi là không có điện thoại, không có gì trong người hết. Em thường thường em liên lạc với con nó là bằng điện thoại hay như thế nào? Dạ bằng điện thoại của bà ngoại. Có thường gọi không? Dạ có. Hai mẹ con bao lâu thì gọi nói chuyện với nhau một lần? Nói chung là bé hay gọi cho em lắm. Bé hay gọi hả? Dạ bé hay gọi, rồi bé hay ví dụ như những ngày mà lễ hay sinh nhật gì của bà ngoại, rồi những cái ngày mà lễ phụ nữ, rồi những cái ngày quan trọng là bé hay điện điện à, nói ngày đó của mẹ ngoại rồi mẹ như vậy như vậy đó. Có bao giờ mà em đón con em về về nơi em lập gia Dạ đình mới chơi lần nào chưa? dạ hay lên nhưng mà bé không có ở, tại vì bé nói là người sau bé không ở. Không, ý là anh nói là con hay đón về chỗ chồng mới chơi không? Dạ nếu mà đi lên thì chỉ có ông bà ngoại đưa lên, xong rồi ông bà ngoại đưa về. À, tức cũng dạ có lên chơi đúng không? dạ cũng hay thỉnh thoảng lên chơi. Còn em cũng hay về. Dạ Buồn ha. Bây dạ giờ phút này bé đi mà đặc biệt bé mới có 15 tuổi, thật dạ sự rất sợ. dạ Con nhà mình là cao mét mấy đây? dạ bé em cao là 1m65. Nặng nhiều ký em? Dạ bé em nặng 55 56 kg. Vậy là tuổi đời nhỏ nhưng mà thân hình thì như Dạ người trưởng bé thành trưởng rồi. thành cũng như là Thanh người niên rồi. anh ấy xác to nhưng mà Tuổi nhìn nhỏ là tuổi thôi. nhỏ. Tuổi Dạ nhỏ nhưng mà thân hình là thanh niên rồi. dạ đúng rồi ạ. Cái tính cách của bé là hay nói không hay là trầm lặng hay là như thế Dạ nào? bé ít nói lắm. Ít nói hả? Dạ Có thể là bé thật sự mà nói một cái câu chuyện em ạ. À, dạ khi em về đây không phải là anh, có thể là anh nói những cái câu chuyện buồn của gia đình nhà em nhưng mà dạ anh thấy thật sự rất thương bé. dạ Bởi vì sao? Bởi vì bé sinh ra và lớn lên cha mẹ như vậy á, đặc biệt dạ mới 1 tuổi mà thiếu đi cái tình thương đặc biệt là của ba. dạ Mẹ thì lại đi đây đi đó để kiếm tiền, dạ phải ở với bà ngoại. ừ Em thấy thương con không? dạ Đi học, đi hành cũng có mình, rồi là những lúc thế này thế kia cũng buồn ha, nghĩ lại cũng dạ thấy thương bé ha. dạ Em có nghĩ rằng con mình thiệt thòi đủ điều không? Anh không nói về kinh tế, anh không nói về cái ăn cái mặc, mà anh đang nói về cái chuyện mà cái tình cảm, đúng không em? Đặc biệt những lúc mà đi học bạn bè hỏi ba đâu mẹ đâu, hoặc cũng có thể là những lúc mà bé đi học bé nhìn thấy bạn bè người ta có cha mẹ đưa đi học hoặc đón về. Thật sự rất buồn mà tới giờ hôm nay con nhà mình bỏ đi như vậy thì càng buồn hơn. Bản thân em chắc chắn rằng một điều rằng em đang rất sợ, sợ con em đi ra bên ngoài có thể đi theo bạn theo bè, Dạ. và đặc biệt sợ rằng những người bạn đó không tốt. Dạ đúng rồi ạ. Cái thời gian gần đây trước khi bỏ đi gia đình nhà mình có chuyện gì xảy ra không em? Dạ không, bé đang rất bình thường. Buổi sáng bé khi mà buổi sáng vẫn sinh hoạt bình thường, bé đi chợ lấy rau cho ngoại, về làm đồ cho ngoại bán xong rồi bữa đó ngoại nói là bữa nay dì hai sanh em bé, thôi giờ con lên coi em bé cho dì hai đi để ngoại là bán xong những cái đồ đó đi đã, lỡ lấy rồi. Rồi con về đồ ngoại về thì con ngoại lên đi nói được con về, thì bé không có chịu, bé nói là con không đi. Thì ngoại cứ nghĩ đâu là bữa dì hai dẫn bé bé dẫn dì hai đi từ Vũ á, thì bé mắc cỡ nên là bà ngoại không có không nói nữa để bé ở nhà. Thì ngoại lên bệnh viện xong rồi cậu mới điện, lúc 2 giờ cậu mới điện thì cậu nói là bé không có ở nhà, thì mở camera ra là chỉ có thấy là cái xe bạn nó tới đón bé đi. Xe đó mình có biết thấy được biển số không? Xe Dạ không thấy gì? biển số mà bạn nó bịt khẩu trang. Xe máy hay xe gì? Dạ xe máy rồi. Xe máy em có nhận ra được ký hiệu gì không? Cái chiếc đó hình như là chiếc Sirius sao á. Sirius của Dạ Yamaha. dạ đúng rồi ạ. Màu gì em? Dạ màu đỏ đen. Vậy là cái người mà tới đón con gái nhà mình là bạn trai. Dạ đúng rồi ạ. Bạn nó nếu mà theo như chiều đứng là bạn nó cao tầm cỡ 1m6 đến 1m7. 1m6. Khoảng 1m6 mấy, gần 1m7. Dạ đúng rồi ạ. Cái bạn đó mình nhìn có quen không? Có quen quen không? Cái bạn đó thì em liếc lướt trong cái Facebook đó là bạn đó là Nguyễn Thuận. Dạ. Nhưng mà bạn nó chặn trang cá nhân rồi.
Vậy là trong quá trình 1 tháng nay là không có liên lạc được với con Dạ luôn, không liên lạc được không luôn biết được cái tung tích con ở đâu ạ. Dạ luôn. đúng rồi ạ. Nên là lên này em lên đây để em nhờ bên đội mình hỗ trợ tìm bé. Trước đó em, cái thời gian mà bé làm công việc là phụ bà ngoại á, Dạ. có áp lực gì không em? Có Dạ tạo áp không lực ạ. gì cho bé không? Dạ không, bé bình thường nó ở nhà không có ai la rầy gì bé nó. Ở nhà ngoại cưng bé lắm. Em có la rầy gì con Dạ không. không? Không la Dạ. rầy thì cái thời gian gần cái ngày bỏ đi á, con gái có gọi điện có than phiền điều gì với em không? Dạ không. Có muốn đi làm hay là như thế nào Dạ không? không, tại vì bữa đó là bé điện lên là cái ngày mà ngày ngày lễ gì mới vừa qua đây nè, là bé có hỏi là đặt bánh kem cho bà ngoại thôi chứ không có nói gì, mà chưa tới ngày lễ là bé đã đi rồi. 20 tháng 10 Dạ hả? đúng là chưa tới ngày lễ là bé đi rồi. Vậy là mới có ngày 29 tháng 9 là đi rồi. Dạ đúng rồi ạ. Vậy Thì là đang bé chuẩn bị lễ cho bà ngoại thì Dạ. đi. Vậy thì em nghĩ rằng là bé nhà mình là bị chính cái người bạn đấy có thể Dạ là gửi dạ đúng về rồi đấy. ạ. Cái sự việc này em đã trình báo cơ quan chức năng công an chưa? Dạ trước đó thì em có báo công an xã, nhưng mà công an xã nói là đi chơi bạn thì công an xã không có can thiệp được, tại vì em cũng có nhờ là trích xuất camera ở ngoài ngã tư á, nhưng mà ở xã không có trích xuất. Thì hiện tại là cách đây 3 ngày là mẹ em có báo công an huyện rồi nhờ bên hình sự Tức vô cuộc. là gia đình nhà em đã trình báo cơ quan chức năng công an rồi đúng Dạ đúng không? rồi ạ. Và bên cơ quan chức năng đã vào cuộc để hỗ trợ gia đình Dạ rồi đúng đúng rồi không? ạ. Vậy là quá tuyệt vời rồi. Dạ. Em đang sợ nhất con em cái thời điểm mà 1 tháng nay là sẽ gặp điều gì? Em sợ là bị lừa bán qua bên kia thôi. Em rất sợ là bị lừa bán qua qua nước ngoài hả? Dạ đúng rồi ạ. Em có sợ rằng con nhà mình hiện tại vẫn còn ở Việt Nam nhưng mà sợ rằng một số đối tượng xấu có thể Dạ đúng dụ rồi. dỗ đưa vào những cái nơi làm việc không lành mạnh Dạ không? đúng rồi, tại vì em cũng sợ là bé đưa vô những cái tình trạng xấu. Em cũng đang rất là lo. Bé nhà mình là ra trong hình ở ngoài đời có giống y chang không? Dạ y vậy luôn, không Y khác. chang ha, Dạ. xinh xắn dễ thương, Dạ. cao 1m6 mấy mà nặng năm mấy ký. Dạ. Nói chung là em ấy to hơn em, cao hơn em. Dạ. Và đẹp hơn em, Dạ đúng rồi. trắng trẻo hơn em. Dạ. Chính vì những cái điều đó nên bản thân anh, các anh ở đây rất sợ. Dạ. Nếu con em mà là ngoan hiền và đặc biệt rất có hiếu thì không có lý gì mà đi lại đi lâu như vậy. Dạ. Chỉ sợ rằng đi mà theo bạn theo bè rồi gặp những cái người không tốt, người ta không cho về, Dạ đúng người rồi. ta khống chế không cho về em ạ. Dạ thì em sợ là sợ như vậy. Tại vì bé là trước giờ bé không có đi ở đâu mà xa ông bà hết á. Bé đi đâu cũng có ông bà. Với lại á là bé không có tiếp xúc được với ngoài, ít lắm. Bà ngoại mấy ngày nay ổn không? Từ ngày bé đi tới giờ ổn không? Dạ mẹ em thì ăn được ngủ không được bệnh. Ngoại gần gũi con, gần Dạ. gũi cháu hơn là mẹ gần gũi Dạ con đúng rồi. đấy. Dạ. Em chưa chắc cái tình cảm của em, mặc dù anh biết mà em là mẹ thì em phải thương con rồi, Dạ đúng nhưng mà rồi. em không thể gần gũi và chăm sóc được như ngoại chăm sóc Dạ. cháu. Em hãy nói một cái điều gì đó tình cảm nhất với con gái của mình để hy vọng con gái của mình có xem được video này đang ở đâu Dạ. đó, sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình đi. Dạ. Thì trên đây em cũng có nhờ đội chú Nguyễn Thanh Hải nhờ hỗ trợ giúp tìm bé Lê Phạm Hoài Thương. Gia đình đang rất là mong chờ con về. Tâm sự với con đi. Em tâm sự với con, nói chuyện với con cho con về Nếu mà con biết được cái tin này thì con mong con về sớm. đi. Nghẹn lòng. Con gái, nếu con gái có xem được video này, thấy mẹ của con về Bình Dương nhờ các chú đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đi tìm con thì chú mong rằng con gái đang ở đâu đó hãy sớm quay trở về. Còn nếu tới giờ phút này thật sự mà con đi theo bạn theo bè và con gặp những cái người xấu mà người ta đang khống chế con, thậm chí là bắt ép con làm những cái công việc nhạy cảm, đặc biệt là những công việc không lành mạnh, những cái công việc mà vi phạm pháp luật, thì con đang ở đâu đó con hãy thật bình tĩnh. Thứ nhất là con gọi về số của các chú các bác công an theo đường dây nóng là 113, sau đó thì con gọi về cho các chú đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913 785858, thì các chú ngay lập tức có mặt kịp thời để giúp con quay trở về đoàn tụ cùng với lại gia đình. Còn như mà không phải những cái sự việc chú vừa nói trên mà con đi theo bạn, hoặc có thể là con sợ rằng là về nhà ngoại la hoặc mẹ la mà con không dám về, con đang ở đâu đó thì chú mong rằng là con xem được video này thì con hãy sớm quay trở về nhà. Ngoại thật sự ngoại rất nhớ con và mẹ con hôm nay về đây cũng đã khóc để mà đi tìm con. Ngoại với mẹ với gia đình không ai la con đâu, nên mong rằng là con gái có xem được dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào con cũng phải ngay lập tức về để mà đoàn tụ cùng với gia đình, bởi vì con nhỏ xíu ạ. À.
Chú rất thương con thật sự, khi mà nghe mẹ con chia sẻ với cái câu chuyện của con thì bản thân chú, các chú đội hiệp sĩ người Thanh Hải ở đây rất là thương con. Thương con bởi vì là con thiếu thốn cái tình cảm của cha và mẹ. Thứ nhất là mới được 1 tuổi mà con thiếu thốn cái sự chăm sóc yêu thương của người cha. Thì sau đó biết rằng là con vẫn còn mẹ, nhưng mà mẹ cũng vì cơm áo gạo tiền mà phải xa quê để đi làm, thì con cũng thiếu thốn cái tình cảm của mẹ, thiếu đi sự chăm sóc của mẹ. Nên mà chú, bản thân chú hiểu được, cảm nhận được con là thiếu thốn cái tình cảm rất nhiều. Nên mong rằng là con gái ở đâu đó thì hãy sớm quay trở về. Còn những cái đối tượng nào, thậm chí là những cái ông bà chủ quán nào mà hiện tại đang chứa chấp hoặc dụ dỗ bé, khống chế bé, không cho bé về, đã và đang bắt ép bé làm những cái công việc nhạy cảm, đặc biệt là công việc vi phạm pháp luật, thì trong ngày hôm nay và ngày mai phải thả bé về. Còn nếu cố tình ngoan cố mà không thả bé về, khi nghe em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải mà tìm được thì ngay lập tức bàn giao cho cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết sự việc. Bởi vì hiện tại gia đình đã trình báo cơ quan chức năng công an, và cơ quan chức năng công an cũng đã vào cuộc để đi tìm bé rồi. Nên mong rằng những đối tượng nào mà đang chứa chấp bé thì hãy thả bé về, nếu không muốn dính líu tới pháp luật. Còn cố tình ngoan cố mà vẫn giữ bé, hoặc là lên kế hoạch để bắt ép bé làm những cái công việc để trục lợi ích cho bản thân, thì chắc chắn cái khung hình phạt sẽ rất là cao, trẻ em dưới tuổi vị thành niên. Em có điều nào em nhờ tất cả các cô chú anh chị trên cộng đồng mạng giúp em tìm con về không? Em nhờ mọi người chia sẻ giúp em để tìm được con. Còn sau đây em cũng nói là bây giờ bé có giận, có dỗi hay là có buồn gia đình chuyện gì á thì bé về để gia đình khỏi lo. Em khẳng định rằng là trong cái thời gian qua gia đình không có ai làm tổn thương. Dạ không ạ. Nói chung là bé ở nhà bé thôi, ba mẹ em chiều bé lắm, không có la rầy bé gì đó. Thường thường em là 1 tháng về thăm con lần hay là bao lâu? Dạ em 1 năm em chỉ về 5-6 lần gì đó, những cái ngày lễ hay ngày quan trọng trong gia đình thì em mới mình về. Có gửi tiền về cho con không? Dạ bé đi học á thì em cũng hay phụ mẹ, những cái lúc em có tiền thì em gửi mẹ về cho mẹ phụ bé. Đúng rồi, em phải là người gửi chính á. Dạ, chứ không phải là ba mẹ em đâu. Dạ đúng rồi. Đúng không? Bởi vì con là con của em. Em dạ, thứ nhất là phải làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Dạ đúng rồi. Em có gia đình sau đây là em có con chưa? Dạ em có bé được 2 tuổi rưỡi rồi. 2 tuổi rưỡi. Dạ. Anh làm cái điều tế nhị nhá. Dạ. Tiện thì em chia sẻ mà không thì thôi. Dạ. Chồng mới của em có hiểu cho cái hoàn cảnh của em không? Dạ chồng hiện tại của em bây giờ thương bé lắm, nhưng mà anh ngại anh không dám vô. Anh hiểu rồi, nhưng mà ý là có khắt khe gì vì dạ, về không. Cái chuyện mà gia đình riêng của em, con riêng của em không? Dạ không ạ. Dạ không có anh. Ví dụ như em cái chuyện tiền bạc em gửi về cho con có khắt khe hoặc có nhắc dạ không anh còn đôi khi có tiền anh còn nói là gửi về cho bé mua quà à. Rồi anh còn nhắc là ngày đó là sinh nhật của bé nữa. Ừ. Vậy là quá tuyệt vời rồi. Dạ. Tại sao anh lại hỏi vậy? Em cũng phải thông cảm, tại vì dạ. Có rất nhiều cái câu chuyện vợ chồng mà chia tay. Dạ. Khi mẹ đi bước nữa hoặc ba đi bước nữa. Dạ. Thì cái người chồng hoặc người vợ lại khắt khe với con riêng của họ. Đó là cái điều thật sự cái điều không nên. Dạ cái đó em hiểu. Ừ. Dạ. Khổ rồi, cố gắng nha, cái sự việc của em thì các anh đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức giúp em cũng như gia đình hết sức có thể và giúp đỡ hoàn toàn miễn phí. Yeah. Anh mong rằng khi con nhà mình về thì mình phải có cách, có hướng. Yeah. Và đặc biệt rằng là anh mong muốn nhất đó, ví dụ như là bây giờ là em đang quan tâm 10. Yeah. Thì anh mong rằng con về mình quan tâm nhân đôi, nhân ba lên. Yeah. Nhá. Yeah. Bởi vì cái tuổi này thật sự cái tuổi dễ bị cám dỗ lắm em. Yeah. Đặc biệt là khi nhà con em nhà mình chơi điện thoại mà chơi các trang mạng xã hội. Yeah. Bé rất dễ bị cám dỗ. Yeah. Bởi vì là bé thực tế cái cuộc sống nó khác, nhưng khi chơi điện thoại thì có rất nhiều cái ảo. Yeah. Các bé đâu có biết được đó là ảo đâu, cứ tưởng bên ngoài nó niềm vui hoặc là có những cái màu hồng. Yeah. Hoặc theo bạn đi chỗ này chỗ kia được vui vẻ thế này thế kia. Yeah. Nhưng khi đi rồi nhiều bé gặp những cái kết thật sự rất buồn, và đặc biệt phải chia sẻ cho bé hiểu được cái tình trạng hiện nay. Trên không gian mạng. Yeah. Lừa đảo rất nhiều nhá. Mình yeah. phải chia sẻ tận tình cho bé. Tại vì bé ở nhà là ông ngoại cũng hay coi của chú Nguyễn Thanh Hải. Thì ông ngoại cũng có hay đưa cho bé coi lắm. Vậy là tốt rồi. Yeah. Tại vì ông ngoại bé là ngày nào cũng coi, hầu hết là ngày nào cũng coi. Những cái chương trình á, những cái chương trình của anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải thường thường là toàn là các cô các chú lớn tuổi xem không ạ? À? Dạ. Còn các em hoặc là các bạn, các anh các chị ít xem lắm. Dạ, tại vì bé ở nhà là bé không có chơi với những cái lứa tuổi của bé, toàn là chơi với người già không ạ? À? Người già hả? Dạ, mà tự nhiên là bé bỏ đi vậy là gia đình rất là hoang mang.
Vậy là tất cả các mối quan hệ như cái bạn mà đến đón nó cũng trên mạng đúng Dạ, không? trên mạng luôn ạ. Nó sợ lắm, nhiều gia đình về đây bảo là con nhà tôi là không có bạn có bè gì Dạ, hết. có bé em là tuyệt đối là hết 90% là không có bạn ở ngoài rồi, chỉ có Thì đó, để anh nói cho em hiểu, bây giờ cần gì phải bạn bè ở ngoài, cần một chiếc điện thoại thôi là quá trời bạn luôn. Thôi cố gắng nha, em còn điều nào chia sẻ không? Dạ, em chỉ mong là bé biết được tin này thì mong bé sớm về đoàn tụ gia đình. Rồi, hôm nay em về đây, em nhờ các anh đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm con gái, Dạ đúng rồi. đặc biệt là con của em là dưới tuổi vị thành niên. Dạ đúng rồi. Bản thân em là một người mẹ, em rất lo sợ. Dạ. Thì hôm nay em có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video của em, hình ảnh con của em cũng như câu chuyện của gia đình nhà mình lên khắp các trang mạng xã hội để nhờ tất cả các cô chú anh chị trên cộng đồng mạng giúp em tìm con gái em về không? Dạ em mong muốn là mình chia sẻ mạnh để cho em tìm được con gái sớm. Là em đồng ý đúng Dạ không ạ? đúng rồi, em đồng ý ạ. Cuối video thì anh không biết nói nhiều hơn, thì anh chỉ biết chúc cho em cũng như gia đình nhiều sức khỏe và cái điều đặc biệt là con gái của em sớm quay trở về một ngày gần nhất em nhé. Dạ thưa cô chú anh chị, một lần nữa thì em rất mong muốn rằng tất cả các cô chú anh chị xem video chia sẻ lan tỏa, và nếu cô chú anh chị nào có thấy bé gái như trong hình ở đâu thì cô chú anh chị gọi điện báo tin cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải theo số điện thoại 0913 785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm kiếm thông tin của bé cũng như giúp bé sớm quay trở về đoàn tụ cùng với gia đình. Xin phép chào em. Em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.